Thưa quý vị, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, thời gian qua Quận ủy Liên Chiểu đã chú trọng các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Trong bối cảnh thực tế có nhiều khó khăn, địa phương đặc biệt quan tâm công tác tạm quần. Cũng như nhiều đơn vị khác trên địa bàn, những năm qua chi bộ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền đặc biệt quan tâm việc phát triển đảng viên mới. Nhà trường hiện có 80 cán bộ, giáo viên, người lao động và hơn 1.200 học sinh. Đến nay chi bộ có 25 đảng viên. Không chỉ tạo nguồn phát triển đảng trong cán bộ giáo viên, gần đây đã có một số trường hợp học sinh được bồi dưỡng để xét kết nạp đảng. Xây dựng những các phong trào đoàn và nhiều mô hình hoạt động trong nhà trường để cho các em tham gia vào, để từ đó chúng tôi mới phát hiện ra nhiều quần chúng ưu tú trong học sinh, để chúng tôi phát hiện và dự nguồn là các lực lượng trẻ trong học sinh, để từ đó chúng tôi tiến đến là gửi các em tham gia vào học các lớp cảm tình đảng. Trong năm 2022, Quận ủy Liên Chiểu đã phát triển được 69 đảng viên mới. Cũng như nhiều địa phương khác, thực tế tại Quận Liên Chiểu cũng cho thấy công tác tạo nguồn phát triển đảng viên còn gặp khó khăn. Số lượng đảng viên mới không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Việc kết nạp đảng viên ở một số loại hình tổ chức cơ sở đảng chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Chúng tôi coi như phát triển đảng trong cái nguồn của khu dân cư chúng tôi, tức là từ cái tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, trưởng phó mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư đó, và đồng thời là chúng tôi cũng bồi dưỡng được một số coi như là đoàn viên ưu tú á, với hình như là một cái quần chúng ưu tú tốt á, là chúng tôi luôn cái dự nguồn để phát triển đảng. Sẽ phân tích các cái nguồn phát triển đảng từ các cái quần chúng của mình ở trong địa phương là như thế nào, đặc biệt đó là ở dưới khu vực dân cư á. Thì chúng tôi đang tập trung vào là phân tích cái nguồn của thanh niên, của phụ nữ, của một số các cái đoàn thể khác. Hiện nay thì chúng tôi nắm được là có một số các cái trường trung học phổ thông, ba trường thì hiện nay đang chuẩn bị các cái hồ sơ để phát triển đảng. Thì như thế thì cho học sinh như thế cũng là một cái dấu hiệu có sự chuyển biến rất là tốt. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Quận Liên Chiểu đã kết nạp 160 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 5.315 đảng viên. Tại hội nghị chuyên đề công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo được tổ chức mới đây, những tồn tại vướng mắc đã được thẳng thắn nêu ra. Đồng thời, nhiều giải pháp tháo gỡ cũng đã được trao đổi cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, các đoàn thể chính trị xã hội, doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn quận.